Thưa quý vị và các bạn, không có nỗi éo le và tuổi buồn nào bằng sự neo đơn của tuổi già, nhất là khi chẳng có lấy một tấc đất, một nguồn sống. Cụ Ca Rồng ở thôn 2 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm đang phải dùng chút sức lực cuối cùng của một người già hơn 70 tuổi để kiếm sống qua ngày. Một bếp lửa được nhóm lên mỗi cuối ngày trong leo lét như chính những ngày tháng héo úa của cụ Ca Ruồng. Một người già cô quạnh, không có một điểm tựa. Những gì đạm bạc và tối giản nhất đều hiển hiện ở đây. Trong cháy bếp trường tạm phía sau nhà cháu họ được coi là nhà của cụ Ca Rồng. Và đây là cách cụ mưu sinh để kiếm sống mỗi ngày. Bằng chút sức lực cuối cùng, cụ gắng sức nhiều vì sợ phiền họ hàng, cũng không muốn xin ai vì ngại phiền bà con trong thôn, trong xã. Vậy là có một người già với sức vóc còm cõi vẫn lầm lũi mót từng hạt cà phê mỗi mùa qua. Vì thương cụ mà chủ vườn để cụ lượm lặt qua bao mùa cà phê nơi mảnh đất nghèo ấy, rồi đưa cụ tiền để tạm trang trải mưu sinh. Bà cụ thì nói chung là bà ở hạ một mình, bà không có nương tựa ai hết á, rồi hạ cơm kiết đồ này kia cũng không có mà ăn nữa. Cho nên là em ở đây, là em chủ vườn ở đây, em tạo điều kiện cho bà làm vườn ở đây, giao cho bà làm chồi, rồi bà nhặt cà phê rồi vậy, rồi là cứ cân ký lên rồi chồi khoán cho bà làm đó, để về bà kiếm cơm mà bà ăn, chứ bà cũng không có cơm nước gì ăn á. Tạo điều kiện cho bà được 2 năm nay rồi, em mong là hạ mạnh hạ thường quân hạ giúp đỡ hạ cho bà già hạ có miếng cơm đồ này kia ăn, rồi hạ thuốc thang đồ này kia, bà cũng khổ. Đường về nơi gọi là nhà cụ Ca Rồng mỗi ngày thật dài. Dài vì sức cụ đã ráng, dài vì ở đó không có ai bên cụ. Duy nhất có những đứa cháu họ xa còn cưu mang, còn gọi là có người thân để cụ bớt đi hiu quạnh. Nhưng đứa nào cũng nghèo cũng khó, thường cụ bằng chén cơm, gói mì, chẳng thể đều đặn mỗi tháng ngày. Bà cũng ở một mình, sáng thì đi làm, kiếm được vài đồng. Bà có hai đứa con, một đứa con thì bị mất, một đứa ở bên nhà vợ do hoàn cảnh khó khăn cũng không giúp được bà. Bà thì ở một căn nhà tồi tàn. Và thấy bà tội nghiệp quá, xong con cháu rủ ở chung một tháng, bà hay ốm 2-3 lần. Ốm là ốm nặng luôn. Không một niềm hy vọng, chẳng có lấy một ngày vui, người già ấy vẫn lẩn thẩn trong mái nhà tạm này giữa bao nhiêu chênh vênh, tuổi buồn.